thắng lợi của Cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một trong những thắng lợi nổi bật, vĩ đại nhất của Cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Thắng lợi này đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó có bài học phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngược dòng lịch sử để trở về những ngày mùa thu Cách mạng tháng 8 năm 1945 của 75 năm trước, để ôn lại những bài học lịch sử quý báu còn nguyên giá trị đến ngày nay là việc làm cần thiết để kết nối giữa quá khứ với hiện tại. Cuốn sách Người Công giáo Cộng sản vừa được ra mắt vào năm 2000 là một cuốn tiểu thuyết lịch sử dày dặn 600 trang của tác giả Trần Việt Trung. Đây là nén tâm nhang mà tác giả Trần Việt Trung dành tặng cho người cha kính yêu của mình, Thiếu tướng Trần Tử Bình. Thiếu tướng Trần Tử Bình sinh năm 1907, mất năm 1967, là một trong những vị tướng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 1 năm 1948. Trước đó, vào tháng 5 năm 1945, ông Trần Tử Bình tham gia thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ và giữ vai trò ủy viên thường vụ. Khi thời cơ cách mạng đã chín muồi, trước vận mệnh dân tộc, ngày 17 tháng 8 năm 1945, tại an toàn khu của xứ ủy ở làng Vạn Phúc, Hà Đông, nhân danh thường vụ xứ ủy Bắc Kỳ, Trần Tử Bình và Nguyễn Khang nhận lệnh tổ chức tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ vào ngày Chủ nhật 19 tháng 8 năm 1945. Khi tôi viết cuốn sách Người Công giáo Cộng sản ấy, thì tôi muốn nêu lại tất cả những cái bài học của lịch sử, những cái nhân vật lịch sử, những sự kiện lịch sử để cung cấp cho các bạn trẻ ngày hôm nay nhìn lại một cái lịch sử mà chúng ta nó đã trôi qua được hơn 70 năm rồi, và để chúng ta có một cái tiếp nhận và suy nghĩ và kế thừa lại cái tinh thần cái hào khí của những nhà cách mạng Việt Nam lập nên một chế độ này. Để viết được cuốn tiểu thuyết, ông đã ghi lại những câu chuyện trong gia đình từ các anh chị em. Những câu chuyện trải dài suốt cả cuộc đời ông, cũng như tìm gặp các bạn đồng chí, đồng đội cũ của cha cùng con của họ để nghe kể về những kỷ niệm trong cuộc đời, sự nghiệp chiến đấu của cha mình. Ông cũng đã phải xử lý một khối lượng tư liệu, tài liệu khổng lồ về cha, quay trở lại cả trăm năm trong quá khứ, trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử. Cái lớn nhất là ông lại một lần nữa tổ chức cuộc vượt ngục cho 140 tù nhân. Nó gọi là cuộc đại vượt ngục Hỏa Lò. Chúng ta nhớ rằng là 140 tù nhân chính trị, lúc đấy chúng ta chỉ có gần 5.000 đảng viên. Mà 140 nó khoảng độ 3%. Những tù nhân đấy trở lại với phong trào để chỉ có 5 tháng sau lãnh đạo cuộc khởi nghĩa tháng 8 đấy. Cho chú Phạm Quang Chỉ. Chú Phạm Quang Chỉ.
Nói theo cái tinh thần của bố mẹ tôi, chính vì như thế nên tôi cũng đã từng cầm khẩu súng trường, đi chiến trường từ những cái thập kỷ 70 cho đến khi mà trở thành sĩ quan quân đội mà đến khi nghỉ hưu. Thì cái bức ảnh này đến bây giờ, đến khi chúng tôi chết đi thì cũng sẽ truyền lại cho con cháu cái bức ảnh này. Đất nước này còn thì bức ảnh này sẽ còn. Những kỷ niệm đã qua 76 năm nhưng vẫn còn hiện hữu trong ký ức của người thân các nhà lãnh đạo cách mạng năm 1945. Nó là minh chứng lịch sử, là tiền đề để thế hệ sau này phát huy những giá trị tốt đẹp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay đã có những thành tựu vượt bậc trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Nước ta từ chỗ thiếu thốn, có khi phải nhập lương thực, nay đã thành nước xuất khẩu gạo đứng ở top đầu thế giới. Chưa bao giờ, nhịp độ phát triển và đổi thay từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến đồng bằng lại nhanh chóng, mạnh mẽ như hiện nay. Cũng chưa bao giờ, phong cách sống, làm việc của mọi gia đình và mọi người dân lại có nhiều nét mới mẻ, tươi tắn như hôm nay. Bên cạnh những thuận lợi, không ít khó khăn đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, mà trước mắt là đại dịch Covid-19. Trước tình hình ấy, những bài học của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa tích cực đối với sự nghiệp đổi mới đất nước Việt Nam giai đoạn hiện nay. Chúng ta có thể nhận thấy rằng là những hình ảnh như là của những sinh viên, học sinh, các nhà khoa học, những nhà trí thức trẻ, đội ngũ y bác sĩ, vận động viên trẻ với rất nhiều những cái kết quả phấn đấu vô cùng xuất sắc đã làm rạng danh đất nước cũng như là tỏa sáng trí tuệ Việt Nam, khát vọng Việt Nam. Và sự trưởng thành về nhận thức cũng như là hành động của rất nhiều bạn trẻ được ghi nhận bằng sự trưởng thành về chính trị, vinh dự trở thành những đảng viên, đoàn viên. Và với những đội ngũ thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm và nguồn nhân lực chất lượng cao như vậy thì Việt Nam sẽ ngày càng phát triển giàu mạnh. Tức là ngày cách mạng tháng 8, đây là một mốc son hào hùng của lịch sử Việt Nam. Và đối với lực lượng công an thì đây là một ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Và còn là lời nhắc nhở, khích lệ chúng em, những người công an, đặc biệt là sinh viên công an, chính là những chiến sĩ tương lai, là người sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phải luôn cố gắng phấn đấu hết mình sao cho xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và của nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tại nhiều địa phương trên cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch. Trong trận chiến chống dịch, với tinh thần chống dịch như chống giặc, lời kêu gọi của Tổng Bí thư là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết của dân tộc, tạo nên sức mạnh và niềm tin để Việt Nam vững vàng vượt qua đại dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết, tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng nhất trí cao tham gia phòng chống dịch với tinh thần chúng ta đã cố gắng rồi, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết rồi, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm rồi, càng quyết tâm hơn nữa, nhất định phải dập cho được cái dịch này. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, những ngày qua, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, mình vì mọi người và mọi người vì mình, thương người như thể thương thân đã được thắp sáng và lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19. Những tấm lòng, sự đoàn kết, sự sẻ chia của nhân dân, những tấm gương nhân ái, người tốt, việc tốt ở khắp các địa phương đã được đưa tin trên khắp phương tiện thông tin đại chúng. Người góp tiền, người góp công, người góp nhu yếu phẩm ủng hộ, phát cơm miễn phí. Những đội xung kích tình nguyện đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời cho người dân yếu thế.
Bây giờ chúng ta chống giặc gì? Thì chúng ta cái ý chí quan trọng. Muốn có tổ chức kỷ luật phải thống nhất ý chí. Những cái biện pháp nhà nước đưa ra đúng hay không đúng thì chúng ta phải làm, và đồng thời phải phát huy dân chủ để người dân, những nhà chuyên môn rồi học hỏi kinh nghiệm của các nước, chúng ta có cái mới, có cái thay đổi cho theo kịp với cái sự thay đổi của cái phức tạp của cái dịch bệnh thì chúng ta sẽ thành công. Trong cuộc chiến chống giặc dịch COVID-19 ấy, không thể kể hết những gian truân, vất vả và sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch. Dù môi trường làm việc luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo, dù phải làm việc liên tục nhiều giờ đồng hồ dưới thời tiết khắc nghiệt, oi bức của mùa hè trong bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi, nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, và cũng bởi vì mang trên mình sứ mệnh cao cả của ngành y, những chiến sĩ áo trắng quyết không chùn bước, sẵn sàng hy sinh lợi ích, hạnh phúc riêng, quên đi sức khỏe bản thân vì sức khỏe của nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Và trong cuộc chiến ấy, góp sức không nhỏ là thế hệ trẻ. Để biết bao hình ảnh của hơn 300 sinh viên trường y Hải Dương lao vào tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Họ đa phần là sinh viên năm thứ 3, thứ 4, thứ 5, đang theo học các ngành xét nghiệm, điều dưỡng, đa khoa, nhưng đã có kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều tâm dịch như Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh. Họ đã vượt 1.500 km từ Hải Dương đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ với mong muốn góp chút sức lực của mình để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Họ chỉ là số ít trong hàng nghìn sinh viên y khoa trong cả nước tình nguyện xông vào tâm dịch, tham gia hỗ trợ trong công tác truy vết, xét nghiệm, tiêm vaccine, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, quyết tâm cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chỉ có một lần. Với lại dịch thì ví dụ ở mọi nơi chưa được an toàn, chưa hết dịch thì gia đình em ở quê cũng chưa an toàn. Với lại là bố mình có nói đây là nghề mình chọn nên là mình sẽ phải theo nó. Sau này sẽ có những bệnh hoặc là có những dịch mà vẫn cần đến chúng ta và cũng vẫn là ngành y thì mình cũng sẽ phải tham gia. Đây gọi là bước tiến nhỏ trong cuộc đời ngành y. Sao là hôm nay em vẫn còn sức để làm nhiều lắm. Còn hôm qua thì nó kiểu do oi cho nên là nó làm sức lực đuối. Còn hôm nay thì nếu như có thể làm tiếp thì em có thể làm tiếp được 200 mẫu nữa cũng được. Hôm nay, chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu lịch sử. Một lần nữa lại nhắc nhớ mỗi người dân Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng cần phải trân trọng và tự hào về lịch sử, ý thức sâu sắc rằng nền độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất mà hôm nay chúng ta có được đã phải đổi bằng xương máu, tuổi xuân, cuộc đời, hạnh phúc của biết bao lớp người đi trước. 76 năm trước, cả dân tộc Việt Nam muôn người như một nhất tề đứng lên chống lại thực dân, phong kiến, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Và trong cuộc chiến chống Covid lần này, tinh thần đoàn kết toàn dân chống dịch như chống giặc và mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, làng xã là một pháo đài chống dịch được Đảng, Chính phủ xác định là tinh thần chủ đạo xuyên suốt trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Điều này cho thấy một lần nữa tinh thần, quyết tâm của toàn dân tộc trong cách mạng tháng 8 năm 1945 tiếp tục được phát huy cao độ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.